Xin chào tất cả mọi người, mình là Nam. Mình xin chúc tất cả mọi người đầu năm mới thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công. Hôm nay mình xin giới thiệu về công đoàn cản tôn lốc sim 470. Bao che của công trình là một phần rất quan trọng. Nó là yếu tố ảnh hưởng chính đến độ thẩm mỹ của công trình để đưa đến một sản phẩm đẹp, thẩm mỹ và chống dột hiệu quả. Nay mình xin giới thiệu về công đoàn cản tôn tại công trình. Đầu tiên, chúng ta phải bố trí vị trí cản tôn cạnh khu vực bằng phẳng, rộng rãi, gần khu vực cẩu tôn để tiết kiệm nhân công vận chuyển tôn. Thứ hai, chúng ta phải đặt những cuộn phôi và hệ roller thẳng hàng với máy cán tôn, đảm bảo khoảng cách giữa máy cán tôn và giữa các hệ roller phôi là 2m. Máy phát điện được sử dụng cho công tác cán tôn tối thiểu 60kVA với dòng điện 3 pha, nên đặt máy phát điện gần máy cán để đảm bảo đường truyền và giảm hao phí công suất điện. Kiểm tra phôi tôn đặt trong roller, đảm bảo phần màu của mặt trên tôn đúng chiều. Phôi tôn được đưa từ từ vào máy cán, đi qua các con lăn để tạo hình, nên vệ sinh các con lăn, bôi dầu máy và tránh bụi bẩn gây trầy xước tôn, dẫn đến rỉ tôn sau này gây dột. Bố trí công nhân vác tôn chính xác, khoảng cách giữa các công nhân từ 3 đến 5 mét, giảm gãy tôn. Bố trí tôn thành phẩm từ 30 đến 40 tờ trên một chồng, kê gỗ cho chồng tôn ít nhất 3 mét để tôn không bị gãy. Video sau mình sẽ giới thiệu về công tác buộc và cẩu tôn lên mái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình.